Xin chào các bạn. Nay mình là Vũ Văn Hội của Mê Bắc Phi. Mê Bắc Phi sẽ bấm cho mình chữa cho mình cái bụ sau khi nhổ răng. Là bây giờ sau khi nhổ xong rồi thì mình sẽ phải bấm cái bộ sáu vùng phản chiếu hệ bạch huyết để tăng cường sức đề kháng. Thứ hai là bác sẽ bấm cho mình cái bộ tiêu viêm phản chiếu răng để giúp cho cái răng của mình nó phục hồi phục nhanh hơn sau cái quá trình nhổ răng. Mình hôm qua mình vừa mới nhổ răng khôn. Cái răng khôn này thì nó đang mọc 45 độ rồi, nó đã làm ảnh hưởng đến cái răng số 7 rồi, vì vậy cần phải nhổ đi. Sau khi nhổ xong rồi thì mình đã bấm cái bộ cầm máu, nó đã cầm máu xong rồi, thì bây giờ cần phải bấm cái bộ tiêu viêm nữa để cho nó tăng cường cái sức kháng viêm cho cơ thể mình để chống viêm. Rồi, mời bác. Bác cần bấm bộ tiêu viêm đúng không ạ? Bấm được bao nhiêu đây ạ? Dạ, 124 ạ. 124 bộ gì bác? À, đầu tiên bác bấm bộ ổn định thần kinh trước. Bác bấm 124. Rồi, bác bấm về thứ hai là huyệt 34. Bấm huyệt 34 là có ở hai bên. Và bác bấm bên phải chưa? Bao nhiêu đây bác? 106. À, bấm huyệt thứ ba là huyệt 106. Huyệt 106 chỉ có một huyệt, nó bằng 1/4 của trán từ hai đầu cung mày lên trên. Huyệt
số 3 này viền xung quanh cánh mũi thì nó có ở hai bên, đang gạch ở bên trái trước. Sau khi bên trái xong rồi thì bác sẽ gạch ở bên phải. Sáu này đến chỗ 14 này cũng được.
hai cách, mình thích chọn cách nào cũng được. Như vậy là mình vừa xong làm xong cái 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Rồi, bây giờ đến phương tiếp theo. Đánh bài tiêu viêm. Bây giờ mình sẽ bấm bộ tiêu viêm phản chiếu răng. Trước tiên là huyệt 26 này. Vâng, trước tiên là huyệt 26. Huyệt 26 trong cái bộ tiêu viêm thì mình sẽ thế là đây là hai cái đầu cung mày, mình đối hai đầu cung mày và chính giữa đây là huyệt 26, bạn thấy chưa? Huyệt 37. Chúng ta đang ở bộ tiêu viêm, vừa rồi chúng ta đã bấm huyệt 26, bây giờ huyệt 37. 37 thì đây là cánh mũi, thì đúng giữa cánh mũi kéo ra và thẳng lòng đen kéo xuống, thì đây thẳng con người kéo xuống, thì đây là huyệt 37 ở đây. Chúng ta đang ở bộ tiêu viêm. Tiêu viêm thì vừa nãy chúng ta đã bấm huyệt 37 đây rồi. Bây giờ chúng ta bấm tiếp huyệt 50. 50 thì đúng giữa huyệt 19 này kéo sang. Ở chân vách ngăn cánh mũi kéo sang và thẳng giữa lòng đen kéo xuống. Huyệt 50 nó ở đây. 50 ở đây. Chúng ta đang ở bộ tiêu viêm ở huyệt thứ tư. Huyệt thứ tư là huyệt 61.
Nhật 156. Thì đây là cánh mũi, mình lối cạnh trong này, cạnh ngoài này. Và đây được giữa, giữa đây là huyệt 64 mình.